ngày 30 tháng 3, ông Hồ Hoàn, trưởng công an xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, xác nhận đơn vị đã phát thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh trên mạng xã hội là Bella để xác minh một số thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn. Theo trình báo của ông Nguyễn Việt Anh, chú xóm 13, xã Quỳnh Thạch, chiều 29 tháng 3, ông phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát 37L2-23261 dựng trong nhà hàng của gia đình biến mất. Cách hiện trường không xa xuất hiện chiếc xe máy với nhiều đồ đạc trên xe như chổi, nón, áo mưa, phích nước. Trích xuất camera, gia đình ông Anh phát hiện chiếc xe máy bị một người phụ nữ lạ lấy trộm. Qua camera an ninh ghi lại, vụ việc xảy ra khoảng 16:30. Thời điểm này, vợ chồng tôi không ở quán, chỉ có con trai nhỏ ở nhà. Người phụ nữ có biệt danh là Bella xuất hiện, lấy chiếc xe máy của tôi trước sự chứng kiến của con trai. Ngoài chiếc xe máy, trong cốp xe của tôi còn giấy tờ tùy thân và một số tiền. Ông Việt Anh thông tin. Sau khi sự việc xảy ra, ông Việt Anh đã trình báo với công an địa phương và đăng tải đoạn video ngắn trích xuất từ camera an ninh của gia đình, kèm hình ảnh nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ truy tìm. Công an xã Quỳnh Thạch thông báo, ai nhìn thấy Bella, báo với địa phương theo số điện thoại 0911 748 793 hoặc ông Nguyễn Việt Anh, chủ chiếc xe máy. Hot girl Bella là nhân vật từng xôn xao cộng đồng mạng suốt nhiều năm qua bởi phong cách ăn mặc kỳ dị và thường sử dụng xe máy với màu sơn loè loẹt, phượt qua nhiều địa phương khác nhau trên khắp cả nước.